Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu Sử, và sau đây là tin Mỹ Linh sao vụ Kiều Duyên sẽ nỗ lực với trách nhiệm hoa hậu. Trước khi Kiều Duyên trở thành hoa hậu, chúng tôi là bạn chung câu lạc bộ trong trường. Sau sự việc của cô ấy, tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một hoa hậu, Mỹ Linh nói. Sau đêm chung kết hoa hậu Việt Nam 2016 diễn ra vào tối ngày 28 tháng 8, ban tổ chức cùng tân hoa hậu và hai á hậu có buổi gặp gỡ báo chí ngay tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Mỹ Linh chia sẻ cảm xúc bất ngờ khi MC xướng tên ở vị trí ngôi vị hoa hậu Việt Nam 2016. Bản thân người đẹp không nghĩ mình đăng quang ở ngôi vị cao nhất, nên cô vẫn chưa có kế hoạch cụ thể trong những ngày sắp tới. Tôi bất ngờ về kết quả, tuy nhiên tôi rất vui khi ban tổ chức, ban giám khảo tin tưởng, giao cho mình trọng trách lớn, tôi sẽ nỗ lực hết mình. Về mục đích tham gia hoa hậu Việt Nam, Mỹ Linh khẳng định cô đến với cuộc thi với tinh thần trong sáng. Ban đầu tôi không định tham gia, thế nhưng nhiều bạn bè cho rằng tiêu chí cuộc thi hoa hậu Việt Nam hướng đến những hình ảnh phụ nữ nhẹ nhàng, phù hợp với tính cách của tôi, vì thế tôi đã quyết định tham gia. Mỹ Linh cho biết lý do tham gia hoa hậu Việt Nam. Khi bị cho là thua kém hai á hậu về nhan sắc lẫn tài năng, Mỹ Linh cho rằng mỗi người có một thế mạnh riêng. Nếu ban tổ chức chọn cô ở ngôi vị hoa hậu, nghĩa là họ đã thấy được những ưu điểm nổi bật của cô, và hoa hậu tin đó là quyết định đúng đắn. Bản thân Mỹ Linh cũng tự nhận thức phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với sự tin tưởng của ban tổ chức, ban giám khảo. Đối diện với những ý kiến cho rằng Mỹ Linh không xứng đáng với danh hiệu, cô cho rằng bản thân sẽ ghi nhận tất cả ý kiến từ công chúng để rèn luyện nỗ lực, chứng minh mình xứng đáng với danh hiệu mà ban tổ chức giao phó. Đúng như mọi người nhận xét, tôi không nằm trong các danh sách dự đoán. Bản thân cũng rất bất ngờ khi có tên trong top 5. Lúc đó tôi rất run và hồi hộp, do đó câu trả lời không được hay, Mỹ Linh chia sẻ. Trước lo ngại hành trình và trách nhiệm của một hoa hậu sắp tới sẽ ảnh hưởng đến việc học, Mỹ Linh cho hay, từ lúc đi thi cô đã nhận được sự ủng hộ của các thầy cô trong trường. Còn 2 năm nữa sẽ tốt nghiệp, nên bản thân hoa hậu sẽ cố gắng hoàn thành tốt việc học ở trường đại học ngoại thương. Cô cũng kỳ vọng được tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế với tinh thần học hỏi. Ngoài Mỹ Linh, hai á hậu Thanh Tú và Thùy Dung cũng nhận được chất vấn từ báo chí. Thanh Tú đối diện với nghi vấn bị cho là có người thân làm nhà tài trợ chính cho hoa hậu Việt Nam nên được ưu tiên ở ngôi vị á hậu. Tuy nhiên cô phủ nhận quan điểm trên và cho biết danh hiệu á hậu đến từ những nỗ lực và bản thân hoàn toàn xứng đáng, chứ không có bất kỳ mối quan hệ nào tác động. Được đánh giá cao từ vòng chung kết và luôn góp mặt trong các danh sách bình chọn của truyền thông, nhưng Thùy Dung chỉ giành được danh hiệu á hậu 2. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho hoa khôi ngoại thương, nhưng bản thân cô thấy danh hiệu á hậu là một vinh dự. Lúc tham gia hoa hậu Việt Nam 2016, nữ sinh không đặt áp lực danh hiệu, cô chỉ biết cố gắng hoàn thành các thử thách và góp nhặt những trải nghiệm quý giá từ chương trình. Ông Lê Xuân Sơn khẳng định ban tổ chức chấm điểm không dựa trên dư luận hay ý kiến số đông, ban tổ chức tin tưởng quyết định của mình. Tôi tin tưởng sự lựa chọn của ban giám khảo với ba gương mặt ở thời điểm hiện tại là đúng đắn. Chúng tôi sẽ trân trọng những ý kiến khen chê để cuộc thi hoàn thiện hơn nữa, trưởng ban tổ chức phát biểu. Những hoa hậu á hậu Việt xuất thân từ đại học ngoại thương. Với chiến thắng của Đỗ Mỹ Linh tại hoa hậu Việt Nam 2016, nhiều ý kiến cho rằng ngôi trường nổi tiếng này chính là lò luyện hoa hậu đích thực. Tối ngày 28 tháng 8, đêm chung kết hoa hậu Việt Nam 2016 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Đỗ Mỹ Linh. Đây là kết quả gây bất ngờ lớn bởi cô gái đến từ Hà Nội chưa thực sự để lại nhiều ấn tượng trong quá trình tham gia cuộc thi hay được giới chuyên môn, truyền thông đánh giá cao. Dẫu vậy, không ít người nhận định việc nhan sắc sinh năm 1996 đăng quang cũng là xứng đáng. Điểm thú vị nhất của Đỗ Mỹ Linh là cô đang theo học tại trường Đại học Ngoại thương, cơ sở 1, Hà Nội. Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay, ngôi trường này tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng của mình khi nhiều người đẹp xuất thân từ đây giành được thứ hạng cao. Bên cạnh Đỗ Mỹ Linh, Huỳnh Thị Thùy Dung cũng là sinh viên của trường Đại học Ngoại thương, cơ sở 2, thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành tài chính quốc tế. Cô đoạt ngôi Á hậu 2 cùng giải thưởng phụ người đẹp tài năng. Khác với tân hoa hậu Việt Nam, Thùy Dung thu hút sự chú ý ngay từ những ngày đầu tham gia cuộc thi. Bởi lẽ cô vừa đăng quang hoa khôi ngoại thương hồi tháng 5, đồng thời có thành tích học tập tốt và rất giỏi ngoại ngữ. Phạm Thủy Tiên, Phùng Bảo Ngọc Vân là hai người đẹp khác thuộc Đại học Ngoại thương, cơ sở 1 Hà Nội. Trong khi Thủy Tiên giành tấm vé vào thẳng top 5 nhờ chiến thắng phần thi người đẹp nhân ái, thì Ngọc Vân cũng nỗ lực hết mình để có tên trong top 10 chung cuộc, đồng thời ảm giải thưởng phụ người đẹp truyền thông. Tuy không đoạt hoa hậu hay á hậu, nhưng qua những gì đã thể hiện trong cuộc thi, cả hai xứng đáng là niềm tự hào của ngôi trường này. Trước đó vào năm 1996, cô sinh viên năm thứ hai Nguyễn Thiên Nga của trường Đại học Ngoại thương, cơ sở 2, thành phố Hồ Chí Minh cũng lên ngôi hoa hậu Việt Nam đầy thuyết phục. 3 năm sau, người đẹp chiến thắng trong chương trình tìm kiếm đại diện Việt Nam
tham dự cuộc thi Hoa hậu hữu nghị thế giới, rồi đứng ở vị trí thứ hai trong gala Hoa hậu hữu nghị Đông Nam Á. Hoa hậu Thiên Nga có thời gian du học tại Mỹ và hiện sống hạnh phúc bên người chồng giáo sư dạy đại học San Jose, California. Cái bước đàn chị Nguyễn Thiên Nga, Trịnh Chân Trân một lần nữa mang vinh quang về cho Đại học Ngoại thương trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004. Cô gái sở hữu vẻ đẹp khá tay được xướng tên ở ngôi Á hậu 1. Hiện Chân Trân hoạt động thời trang ở Mỹ, thường xuyên tham dự các sự kiện và thử sức ở bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Trước thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy từng thi đỗ vào ngành quản trị kinh doanh của Đại học Ngoại thương cơ sở 1 Hà Nội với điểm số là 24,5. Với thành tích học tập tốt, cô có tới 3 lần giành học bổng toàn phần từ Đại học Trumit cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh và quyết định theo học tại đây. Thủy Phân cũng là một trong những người đẹp xuất thân từ cái nôi Đại học Ngoại thương cơ sở 1 Hà Nội. Năm 2008, cô đoạt ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam. Trước đó, cô đăng quang Hoa khôi Ngoại thương 2006 và Á khôi Học trường Toàn quốc 2008. Giờ đây, Thủy Phân là người dẫn chương trình tại Đài truyền hình Việt Nam. Ở đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016, cô cũng đảm nhiệm vai trò MC cùng Vũ Mạnh Cường, Ái Phương, Đức Bảo. Cùng năm 2008, Phan Thị Ngọc Diễm, một sinh viên khác của Đại học Ngoại thương, cơ sở 2 Thành phố Hồ Chí Minh, được xướng tên với ngôi Hoa hậu du lịch Việt Nam. Năm 2009, cô mang chuông đi đánh xứ người. Khi đại diện giải đất hình chữ S tham dự Nữ hoàng du lịch quốc tế, hiện tại bên cạnh vai trò MC và người mẫu ảnh, Ngọc Diễm còn điều hành một công ty truyền thông. Nguyễn Cao Kỳ Duyên là cái tên kế tiếp làm trạng danh Đại học Ngoại thương, cơ sở 1 Hà Nội. Khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, thời điểm đó cô theo học năm thứ nhất, khoa kinh tế đối ngoại, mặc dù được nhiều người kỳ vọng. Song người đẹp sinh năm 1996 lại trượt dài vì chủ scandal ồn ào. Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam năm nay, cô không có mặt để trao lại phương miện cho người kế nhiệm vì án phạt của ban tổ chức. Lịch sử lại lặp lại, Hoa hậu bị ném đá, nhan sắc, Á hậu được ca ngợi hết lời. Như vậy, đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 đã kết thúc với phương miện thuộc về Đỗ Mỹ Linh. Tuy nhiên, hầu hết công chúng tỏ ra không phục và tiếc nuối cho Thanh Tú. Thêm một lần lịch sử lại lặp lại khi người đoạt giải Á hậu 1 lại được đánh giá cao hơn Hoa hậu. Gần nhất là Á hậu Huyền My so với Hoa hậu Kỳ Duyên tại Hoa hậu Việt Nam 2014. Thùy Trang so với Ngọc Hân năm 2010, Thủy Vân hoàn toàn lấn án Thùy Dung tại Hoa hậu Việt Nam 2008. Đỗ Mỹ Linh đã đăng quang Hoa hậu. Ngô Thanh Thanh Tú đoạt ngôi vị Á hậu 1, nhưng cư dân mạng lại tỏ ra tiếc nuối cho cô nàng Á hậu và không phục sự đăng quang của Hoa hậu. Năm 2014, tuy Kỳ Duyên đăng quang, nhưng Á hậu Huyền My vẫn được công chúng đánh giá cao hơn. Ác nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra không phục khi Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Trước khi trở thành tân Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Mỹ Linh là ai? Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 vừa khép lại với chiến thắng cao nhất thuộc về người đẹp Đỗ Mỹ Linh. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Ngô Thanh Thanh Tú. Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về người đẹp Huỳnh Thị Thùy Dung. Tân Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là người bất ngờ tỏa sáng trong đêm chung kết và đăng quang ngôi vị cao nhất. Ở phần thi ứng xử, Mỹ Linh nhận được câu hỏi: "Nhiều bạn trẻ quan điểm làm việc hết mình, hưởng thụ tối đa, bạn có đồng tình không?" Cô đáp: "Tôi hơi băn khoăn về chữ hưởng thụ. Tôi muốn thay bằng chữ tận hưởng. Khi mình đã làm việc hết mình xứng đáng có kết quả để tận hưởng." Câu trả lời lưu loát đã đưa Mỹ Linh bước lên ngôi vị cao nhất. Mỹ Linh năm nay vừa tròn 20 tuổi và là cô gái gốc Hà Nội. Cô sở hữu gương mặt đẹp phúc hậu, dịu dàng và dễ thương, đúng với lứa tuổi của mình. Ngoài ra, Đỗ Mỹ Linh còn sở hữu chiều cao 1m71 và có số đo bao vòng rất gợi cảm 87, 61 và 94. Hiện người đẹp đang theo học tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015 và lọt vào top 15 chung cuộc. Tân Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh bất ngờ khóa Facebook ngay sau khi đăng quang. Những hình ảnh ngày bé của đương kim Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh đang thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh từng lọt top 15 Hoa hậu Hoàng phụ 2015. Còn năm 2014, Mỹ Linh từng đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam, nhưng vì lý do sức khỏe nên không thể tham dự. Ngoài gương mặt khả ái, nụ cười rạng rỡ, ít ai biết cô gái sinh năm 1996 còn là người rất năng động, hoạt bát và hòa đồng với bạn bè. Trở thành tân Hoa hậu Việt Nam 2016, cô gái sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội Đỗ Mỹ Linh đang là từ khóa tìm kiếm nhiều nhất trên cộng đồng mạng. Ngay khi MC công bố Đỗ Mỹ Linh là đương nhiệm Hoa hậu Việt Nam 2016, nhiều người đã nhanh chóng tìm kiếm trang Facebook cá nhân, cũng như không ngần ngại khai quật lại loạt ảnh quá khứ đáng yêu của người đẹp. Tuy nhiên, ngay sau khi đăng quang được ít phút, Hoa hậu Việt Nam 2016 đã vội khóa Facebook cá nhân của mình lại để tránh bị làm phiền. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.